Nay mình lại đang muốn chia sẻ với các bạn một cách làm trà gừng cam quế, một cách làm rất là đơn giản, mà một thứ đồ uống này rất thích hợp vào bác bị cao huyết áp nha. Đấy, thì thứ nhất là chúng ta sẽ cần cái trà gừng. Đấy, trà gừng như này các bạn nhé. Trà gừng là trà gừng Hoggin. Thì trong mỗi một hộp trà gừng này là nó có 20 gói nhân 10 gram nha các bạn. Đấy, đây là gói, này là cái gói mới tinh. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ sử dụng lấy một tép. Đây. Thì trong một cái trà này thì nó đã pha sẵn như này rồi các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổ ra cốc nha. Đấy, cốc hôm nay là mình sử dụng cái cốc 250 ml nước để cho chúng ta được một cái ly trà gừng. Đây, cốc mình sử dụng cốc này các bạn. Đây, cốc truyền thống, ở quán nào chúng ta cũng hay sử dụng, hoặc trong gia đình chúng ta cũng hạ huyết áp thì chúng ta cũng có thể sử dụng một gói này trà gừng. Đấy, thì là sẽ rất là ok. Giờ mình sẽ đổ trà gừng vào đây nha. Đấy. Mình sẽ đổ trà gừng vào đây. Đây, bây giờ trà gừng mình đã đổ vào đây rồi. Đấy. Cách làm này rất là đơn giản các bạn. Nguyên liệu chính của mình là phải có trà gừng. Đấy, trà gừng này. Đấy. Gừng này. Mình sẽ bỏ này. Đấy. Hai nữa mình sử dụng một thanh quế này. Đấy. Mình sẽ dùng cái thanh quế nó ngắn hơn này. Sẽ ngắn hơn. Nên mình sẽ bỏ vào trong. Bỏ trong và mình cũng cần thêm một chút muối nữa các bạn nhé. Mình sẽ cần thêm một chút muối nữa. Đây. Mình hay sử dụng một chút muối trắng để tăng thêm cái vị đậm đà trong một cốc trà gừng của mình. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy 100 ml nước sôi nha. Nước sôi thì mình đã đang chuẩn bị sẵn ra đây rồi. Đấy. Thì trong cái trà gừng hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu ra. Bây giờ thì mình chỉ có giới thiệu sơ qua với các bạn là cần bao nhiêu ml nước, cần bao nhiêu ml ml đường và mật ong thôi. Đấy. Giờ mình sẽ lấy 100. Đây. 100 ml nước đây các bạn nhé. Đây, mình sẽ đổ vào cái cốc trà này để thứ nhất là để ngâm trà gừng và ngâm cái quế của mình nhé. Đây. Khi mình đã đổ vào thì đã được như thế này rồi. Đấy, mình sẽ ngâm trong vòng được khoảng tầm 2 3 phút nha các bạn. Đấy, nếu ví dụ như các bạn mà muốn cho nó màu của cái cốc trà gừng nó đẹp lên một chút nữa thì mình có thể là sử dụng thêm một chút trà khoảng 20 ml nước trà. Trà này thì mình đã ủ sẵn rồi. Đấy, thì mình sử dụng trà ô long nha các bạn. Trong chính xác là 20 ml, mình sẽ đổ vào cái ly trà gừng mình đang ngâm. Đây là cái ô long này là cũng bằng nước nóng nha các bạn. Lúc này thì mình cũng có chuẩn bị thêm một chút lát gừng mình sẽ nhỏ đây. Gừng này là gừng tươi, mình đã cạo vỏ sạch sẽ rồi. Và bây giờ mình đã xái sẵn, mình sẽ bỏ thêm mấy lát gừng vào nữa nha các bạn. Mấy lát gừng tươi, một chút gừng tươi như này. Để mình sẽ bỏ vào trong. Đây, mình sẽ ngâm trong mấy phút. Thì trong quá trình ngâm thì mình cũng sử dụng thêm 5 ml mật ong nha các bạn. 50 mật ong nha. Mật ong ở đây thì mình sử dụng mật ong Tây Bắc nha các bạn. Ong thì mình sử dụng cái mật ong Tây Bắc như này. Giới thiệu với các bạn như thế. Giờ mình sẽ đổ mật ong vào. Mình đã đổ xong mật ong rồi.
Mình cũng đổ thêm 5 ml nước đường. Nếu ví dụ như các bạn nào mà muốn dùng ngọt hơn, các bạn có thể sử dụng thêm 10 ml nước đường. Nhưng đây thì hôm nay mình chỉ sử dụng 5 ml thôi. 5 ml nước đường thôi. Mình sẽ cũng đổ luôn vào đây nha. Thì trong quá trình là cái ly trà gừng của chúng ta cũng đã hoàn thiện rồi. Đấy. Thì trong ly trà gừng này chúng ta sẽ có là cốt chính là trà gừng. Đấy, trà gừng thì mình sử dụng bằng trà gừng Hoa Kinh. Còn mình sử dụng 5 ml nước mật ong. Và 5 ml nước đường nha các bạn. Ong 5 ml nước đường. Đấy, và mình sử dụng 10 ml nước chè ô long. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quấy đều lên nha các bạn. Mình sẽ quấy đều lên. Đấy, còn một chút nữa là cái giai đoạn cuối cùng của mình đấy là mình sẽ là cho thêm nước cam nữa các bạn. Nước cam thì mình sử dụng là các bạn thì cố gắng sử dụng lấy đây ở đây của mình sẽ đong ra đây cho nó chuẩn nha. Đấy. Mình đong ở đây cho chuẩn nó là vào 40 ml. 40 ml nước cam mình đã bắt sẵn nhá. Cam thì các bạn sử dụng bằng cam vàng. Mình sẽ đổ vào. Đấy, các bạn ạ, màu rất là đẹp. Một cốc trà gừng cam quế đấy, đã cho chúng ta một cái màu rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, nếu mà ví dụ như về thời tiết mùa đông, chúng ta sử dụng một cái ly trà gừng cam quế như thế này thì rất là tốt cho sức khỏe các bạn nha, nhất là khi mà các bạn đang bị cảm hoặc đang bị khó chịu hay là chúng ta bị tụt huyết áp. Đấy, bây giờ mình sẽ thêm một chút nước nữa. Mình sẽ thêm 40 ml nước nóng nữa. Mình sẽ đổ thêm 40 ml nước nóng nữa. Cái của chúng ta gần cốc của chúng ta gần như là đã hoàn thiện rồi. Bây giờ mình sẽ cho Còn thêm lát một cam nhé. để mình trang trí vào cái thành cốc. Đấy, các bạn nhìn đây đã đẹp lung linh chưa? Các bạn, một cốc trà gừng cam quế của chúng ta đã hoàn thiện. Mình xin chia sẻ với các bạn là một cái cách làm trà gừng cam quế rất là đơn giản. Mong tất cả các bạn hãy ủng hộ kênh của mình và cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Một lần nữa mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cách làm trà gừng cam quế đơn giản của mình nhé. Nhất là các bác ở nhà, các bác cũng có thể là sử dụng được cho mình một cốc trà gừng cam quế rất là dễ làm như này nhé. Bạn ạ, thì các bạn dùng cái ly trà gừng cam quế của mình đây với một cái màu sắc rất là đẹp, mà khi mình thưởng thức vào trong cổ họng thì nó có độ cay, độ ngọt dịu của cam và mật ong, một chút của đường, và mình vẫn có một tí gì nó hơi hơi của một tí vị muối nha. Đấy. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Một lần nữa thì mình xin chúc tất cả các bạn thành công.